Các bạn này giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là máy nhúng lông gà lông vịt từ 10 đến 20 con một mẻ với kích thước khoang đó là 70 80 70, đấy một mẻ là 20 con, một mẻ đây là lồng bán nguyệt nên lồng một nửa nhá, đừng trộn một nửa. À quên, chú bỏ nước vào đây chứ, phải bỏ nước vào đây chứ chạy được. Máy này là có chức năng điện 220V này, công tắc nguồn này, đấy đây mình đang cắm điện này, đấy đấy nó sẽ trộn đều con gà con vịt nhá, đấy gà vịt chó này, dê này, đấy lợn sữa này, đấy chuyên trộn các loại dòng như chó này, lợn sữa này, rồi dê này, đấy máy trộn nhá. Đấy, nó đảo hai chiều nhá, đảo hai chiều nhá. Đấy, công tắc nguồn là tắt này. Đấy, đây là điều chỉnh nhiệt độ này, công tắc bật điều chỉnh nhiệt độ này, đây này. Đấy, công tắc điều chỉnh nhiệt độ này, tăng giảm nhiệt độ đây này. Đấy, muốn tăng ta muốn điều chỉnh nhiệt độ nhiều ta tăng lên bấy nhiêu nhá, tăng lên đấy, đây, tăng lên nhá. Đấy, nhá, đây công tắc tắt này. Đấy, bên đây là không có cái gì cả đâu nhá, nó chỉ có bật sẵn bên đây thôi nhá. Đấy, chất liệu máy là inox nhá, inox 324 nhá, đây inox 324 công suất 1500W. Đấy, đây là một số cái thông số để mình dịch được tiếng Việt nhá, các thứ nhá. Đấy, cách sử dụng này. Đấy, điện inox 324 này, đây là khoang cho dầu này. Đấy, truyền dầu nhá, dầu truyền nhiệt nhá, bỏ dầu vào đây nhá để mai sau nó truyền dầu nhiệt lên cái thành nồi này nhá. Đấy nhá, các bạn mua máy liên hệ qua số điện thoại của mình 0934468222, 0904432211, website sửa máy thanh hóa.com, địa chỉ là 79 Phạm Phường Ba Đình, quận Thanh Hóa và 106 Nguyễn Trãi nhá. Đấy, 79 Phạm này. Đấy, cảm ơn các bạn rất nhiều.